khai trương Hồng Phát. Trời ơi, tôi nói thiệt với chú nha, không có cửa đâu. Anh sẵn sàng chiều đâu, chiều tan nát trại tim đi. Hồi nãy chú để nhiều tiền trong túi lắm. 10 tờ, anh chung 10 tờ nghe xuống. Điện thoại mất pin, anh về lấy con sạc nè. Chứ sẽ phải ba nha, chán thì phải test làm đôi. Cái điện thoại test làm đôi thì con Huệ nó phải test làm 8. Trời ơi là chơi. Chán, dễ sợ chán. Chú hư. Gì? Coi trả nợ cho con đi chứ 300 mấy mà nợ 3-4 tháng trời rồi. Ê Bông, 300 mấy mà sao đòi chú như 300 mấy mà 3-4 tháng. Trời ơi là trời, nợ dai như đĩa vậy đó. Tiền này con đi gửi ngân hàng con có lời luôn á. Tôi có quỵt nợ mấy người không mà sao đòi nợ như dai như đĩa vậy trời. Đúng rồi chú ơi, thiếu nợ là phải trả. Nợ gì? Nợ người ta không có tình người, nợ cái đó ai mà dám mượn nợ mình nữa. Ôi, thôi bây giờ nè, thiếu 300 mấy. Ai biết đâu nó tính lại. 400. 400 rồi. Ôi cha ơi, gần nửa triệu rồi. 400 là nửa triệu, nói nửa triệu nghe thấy sợ. 500 là nửa triệu thì 400 là gần nửa triệu thôi, cứ trả đi cho gia đình con sung túc. Anh gia ơi đình... anh lo cái thân anh đi. Anh nợ tôi mấy chạy bạc đây nè. Hay quá, hay quá, đòi nợ hay quá. Em làm anh quê, anh đứng về phía em mà em làm như thế. Tôi không cần ai quê không quê gì hết trơn, lo trả nợ đi trời. Từ. Uống cái gì chú? Có cho nợ không? Vừa ghi thêm vô cho nữa 10 ngàn bạc à. Ôi trời. Làm gì hết hồn vậy? Cho anh cái vừa đi. Ê, ok anh. Ê, để em để đó, để đó. Thôi cha, thôi cha, đừng đụng vô. Đợt trước có cây cặt giùm, hư luôn 5 cháu xe trái của tôi rồi. Chú cha trời đất ơi, cái đó là đợt trước, còn đợt này là anh có kinh nghiệm rồi. Ngay đó, anh đã tập hết rồi, bây giờ là anh có kinh nghiệm. Để đó, anh sẽ thay thế em. Ê, chặt hư 1 cái 20 cái cho. Cha em bạn có 10 ngàn, anh chặt hư bạc đền 20 ngàn là sao chơi? Dạ, 2 trái luôn, 2 trái luôn. Hai trái. Anh đúng không? Anh đúng không? Mời luôn là 3 trái. 3 trái. Ghi nợ cho số. Anh phone. 1 triệu. Cái gì 3 trái 1 triệu? Tiền cũ luôn, tính luôn tiền cũ. Tiền nợ. Còn nghe cái thiệt, nghe cái đổ bồ hộp luôn trời. Đến đâu vừa biển không à? Vừa vừa luôn mà ghê, 3 trái 1 triệu. Anh ơi, coi thổi kèn đám ma có tiền á trả em nha. Chứ để cũng dài quá cũng kỳ. Có là trả liền mà, tại vì chưa có thôi. Ủa mà sao giờ này công việc sao rồi? Công việc bây giờ cũng ế của anh. Ế mà. Ế luôn. Mình để dành uống sao? No, không có để dành, làm liền cho tôi. Làm liền. Làm liền cho tôi. Tự nhiên cái để dành. Trời ơi, ta lại ta uống thì lâu lâu mới có người bao cái để dành. Chán quá, tình hình kinh tế khó khăn. Bán buôn thì ế, mà nợ thì dai. Rồi anh cũng vậy nè, bữa giờ có làm ăn được gì đâu. Ê, tính ra là saxophone là có người chết là mới có việc làm hả? Thì đúng rồi, có người chết thì mới thổi được chứ, không ai chết sao thổi. Rồi những cái lúc mà không có người chết rồi anh làm gì? Thì kiếm người khác mình làm, trời anh buông chụp dữ lắm. Bây giờ mình không có, mình chạy shipper nè. Rồi kêu làm hồ cũng làm nè, làm mộc cũng làm nè. Rồi làm điện, làm sắt cái gì đó, nói chung là làm được gì làm hết, thợ đụng mà, đụng đâu làm đó mà. Ê, sao trong xóm mình á đã bàn với nhau á, người nào làm công việc nào rồi là né ra. Sao ông này làm xe ôm cái anh đi chạy shipper? Em shipper, anh shipper, anh giao đồ ăn cho người ta thôi chứ liên quan chạy xe ôm. À trời ơi, tưởng chở người. 2 trại thôi, trại của anh để dành chiều anh uống. Trời ơi. Okay. Mà khoan đã, thí dụ như mà cái nghề mà thổi kèn vậy đó, cái thu nhập nó khá không? Vừa đủ sống. Tại có mình á, mình đủ sống, còn có thêm người nữa thì nó hơi vất vả tí. Hoàng quen chúng tôi kiếm nghề khác làm đi. Chứ cái nghề này thấy không có ăn nha. Không ăn mày đang làm gì ngon lành quá trời. Ai đâu á không, bây giờ cầm quần đi sửa nữa trời. Rách ta dục tôi mua quần mới chẳng ơi. Ai dục? Tôi không có dục. Tôi là khách hàng thân thiện. Cứ quần rách là chú sửa. Quần rách là chủ sửa. Cái này chưa thiết hả? Nè. Đây. Đây. Đây hay chưa? Đây nè. Sửa thiết là thanh kiều. Áo này bị chuột cắn này là mai giá luôn. Vậy là lúc nào cũng là mai giá ha. Mai giá luôn. Tới tặng lịch không? Tới tặng lịch luôn à. Ôi giời, hay quá trời luôn. Tặng lịch đúng không? Nói chung á con thầy là hả, nghề nào cũng được, miệng là mình kiếm tiền chân chỉnh là ok. Mày nè, cái công việc ở ngoài đường ngoài xá vậy á, nó cực nhọc quá. Thầy con thầy nghề nào cũng được hết, miệng là mình làm ăn chân chỉnh á thì là ok hết. À mà chú thấy gì nè, nếu mà mình làm gì mà cực nhọc quá, thu nhập không có nhiều á, đúng không? Mà cái nghề của con là dễ bị ta kỳ thị, tết nhất đâu cũng qua nhà ai chứ. Đúng rồi, mỗi lần qua thì lấy cũng ngại, cho nên là tết ở nhà không à. Ở nhà ai thích thì qua cũng qua thôi à. Ê con biết rồi, có khi nào cái xóm mình á ế điều quá là do ổng không? Ừ. Sao chạy ổng đi thổi vậy đó, xong rồi nghe người ta nói đi tới mấy chỗ đó về bị xui lắm. Ai nghĩ, ai muốn nghĩ sao nghĩ à, con đi coi. Con sống đúng bản thân con thôi, lương tâm con thôi. Không ấy mày chuyển qua làm ăn cướp đi, có tiền á. Ê bà ơi, chú ơi, sao chú lớn tuổi rồi
mà chú nói chuyện ra chú hư quá vậy. Ai tính con nó thiện ác làm sao, nó mà ừ một cái là mình biết nó liền. Con sẽ ừ nếu như chú đi với con. Anh chở con giật, ok không? Không, tay yếu mắt mờ giật không được. Thôi làm ơn giùm cái sớm mình văn hóa, làm ăn đàng hoàng bằng cái sức lao động của mình. Bớt đi trời ơi. Trời đất coi tôi nghe điện thoại nè. Sắp hoài. Alo. Đúng rồi. Ngô Thị Huệ là em gái tôi đó. Ủa có chuyện gì không hả? Đúng rồi. Tôi là Hồ Thị Bông nè. Đúng rồi. Hả? Ai đút gì mày hả vậy? Cái gì? Con Huệ bị tai nạn hả? Rồi bây giờ em tôi đang ở đâu vậy? Thấy mẹ rồi, nó bị tai nạn, nó bị sao vậy? Bị chấn thương sọ não. Trời ơi. Bây giờ cho tôi địa chỉ đi, tôi qua liền. Ngoài chấn thương sọ não nó bị gì nữa không con? Bây giờ chuyển khoản vô đúng không? Phẫu thuật liền hả? Rồi. Gửi số tài khoản liền cho tôi nha. Trời ơi. Chú ơi, cứu con đi con Huệ bị tai nạn rồi. Bây giờ nó bị tai nạn mà nó bị sao, nó tình hình của nó sao coi. Người ta nói là bị chấn thương sọ não, là bây giờ phải đóng tiền vô tiền mới phẫu thuật liền được. Qua chấn thương sọ não trên người nó còn bị cái gì nữa không? Bị gãy cái chân trái. Trời ơi là trời, cái con này tại sao chân phải nó không gãy, nó gãy chân trái. Trời ơi, không biết được. Bây giờ chuyển khoản liền đi. Khoan, cái này em phải bình tĩnh, mọi người hết sức bình tĩnh. Mình phải coi giống như anh nói đó, phải chứng thực đàng hoàng chứ khơi khơi sao tự nhiên có chuyện cho người ta biết ta là ai đâu mà chuyện. Mày sống không có tình người saxophone, trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mày tìm hiểu là mày tìm hiểu thằng con nhỏ nó chết rồi sao? Rồi em gọi cho Huệ liền, em gọi cho Huệ liền. Đúng rồi, em gọi cho Huệ đi. Bây giờ tao mới biết mày đối xử tàn nhẫn với con Huệ. Đủ thứ, tụi mình dậy đi để chứng thực coi con Huệ nó có bị gì không nè. Gọi đi, gọi Huệ đi. Sao rồi? Nó toàn té tí teo rồi. Mày thấy chưa? Ông đã không mặc mày à. Mày thấy chưa? Vậy là nó bị thiệt rồi. Bây giờ làm sao? Ủa liên quan gì? Bị tai nạn mắt nó khóa máy. Mày không nghĩ ra được. Mày không nghĩ ra được vấn đề hả? Nói sao? Con bé đang chạy xe, nó bị tai nạn đầu nó đập xuống đất. Cái điện thoại từ trong túi bay lên chiếc xe tải bay ngang cán điện thoại tét làm đôi. Đúng chưa? Tao nói đúng không? Chú ơi, cái điện thoại tét nó làm đôi. Thì con Huệ nó phải tét nó làm tám. Trời ơi là trời. Ấy trời, không có tình người mày thổi kỳ lắm, ma ghét của mày đối xử người ta tàn nhẫn. Thôi, chưa hư nè. Mày gọi nữa rồi nè. Alo, phải phẫu thuật liền hả? Dạ. Không phẫu thuật là em. Rồi. Bây giờ nói chuyển liền. Tôi chuyển liền. Rồi, bây giờ chuyển đi. Bây giờ bình tĩnh. Ôi, cứu em con không đi là nó chết bây giờ. Anh hiểu. Bông, em yên tâm. Trong mọi tình huống anh luôn ở bên cạnh em. Bây giờ là chú còn bao nhiêu? Chú, tài khoản chú còn 400 mấy á. 400 mấy, em còn bao nhiêu? Em chết mồ rồi, mới đóng hụi cho bà Vân hôm qua. Bây giờ còn 5-6 triệu vậy ạ? 400 mấy, 5-6 triệu là cho mới có gần 6 triệu mấy á. Là con còn 3 triệu. Ơi, saxophone mày còn tiền mày đưa đi, giờ cút lại tiết kiệm gì nữa. Rồi cái. Chuyển tiền đi saxophone. Người ơi làm ơn đi cứu em lần này đi mà cứu. Rồi chuyển chưa? Rồi qua đó. 18.000 của ai vậy? Của anh á. Mày chuyển 18.000. Còn 19.000 chuyển 18.000 chưa lại ngàn, ngàn mới cho chứ. Trời ơi không đủ tiền gửi xe nữa. Anh bao nhiêu? Anh còn 3 triệu anh chuyển hết rồi đó. 6 triệu với 3 triệu. Để chú chuyển 400 cho con luôn. Ê, hay là con cầm cái điện thoại của con. Đúng rồi chú. Nhưng mà khoan đã, bây giờ con cầm điện thoại của con rồi nó liên lạc con bằng cách nào? Rồi bây giờ làm sao rồi? Không, bây giờ đây đi, cầm chiếc xe của con đi. Chiếc xe có giá trị hơn, bây giờ mình cầm chiếc xe. Chuyện gì bình tĩnh, từ từ hãy giải quyết. Tự nhiên chứ không, mình cầm xe, mình cầm đồ, mình bán này, mình đưa cho người ta hết làm sao mà được. Không có tình người. Về nó qua đang nguy hiểm kìa. Anh không có tình người. Thôi được rồi. Thôi chú. Từ thôi. Anh ơi, anh giờ anh dắt xe đi. Chờ em đi cầm cái điện thoại nữa. Thì anh đang đi. Lấy cái xe, em kéo lấy cái xe đi. Đó chú, cho con mượn cái điện thoại đi. Rồi, đây. Con cầm của chú nha. Ủa, tự nhiên bỏ tiệm ở đâu hả? Quê. Ủa? Phải em không? Em chứ ai? Em chưa trẻ ra làm đôi hả? Trẻ gì? Trời ơi, Huệ ơi là Huệ. Trời, cái con nhỏ này mày là tao hết hồn à. Tao tưởng mày đang phẫu thuật. Ủa phẫu gì em? Có làm gì đâu. Ai đồn vậy? Trời ơi. Thôi chú ơi, nó nhắn tin nó kêu là tại sao chứ chuyển khoản nè, để con chuyển liền. Chuyển cái gì chuyển? Đứng kế bên kìa chuyển cái gì nữa? Khùng hả? Đúng rồi hả?
Ủa mày chuyển gì vậy chị? Chuyển tiền đó, kêu mày bị tai nạn là tao phải chuyển tiền cho mày phẫu thuật nè. Để em có bị gì đâu chạy. Sao mày không bị thiệt đi thì tụi tao từ nãy giờ lo nó bị vô ích á. Chú ơi chú, em con chú. Mày làm cái gì mà gọi điện không nghe mày? Điện thoại mất pin, anh về lấy con sạc nè. Rồi tao lại mày luôn á, mày muốn mày sạc pin đại giùm tao một cái đi làm hết hồn mà. Được rồi được rồi, bây giờ về về đó là mừng rồi. Trời chú ơi, chú gọi điện rồi chú ơi. Lừa gạt nghe. Ừ, chú ơi, tôi nói chuyện hả? Trời ơi mấy người ơi, giờ này còn sao chưa chuyển tiền nữa? Không phải anh trai ơi, tính chuyển tiền cho anh rồi nhưng mà bây giờ gì nè, cái máy nó hết 3G rồi mà bây giờ không có tiền để nạp điện thoại cho 3G. Không mấy anh chuyển cho 100.000 để tôi nạp 3G đi rồi tôi chuyển tiền cho anh. Ông bị điên hả? Mấy người này trong lúc dầu sôi lửa bỏng rồi nè, mấy người còn làm vậy nữa hả? Lẹ lên chuyển tiền rồi tôi mới cứu em mấy người được. Nhanh đi trời. Rồi mới chuyển rồi đó. Nhận được chưa? Nè, tôi đâu có thấy đâu. Trời ơi, mẹ đi chị ơi, là gấp quá. Mẹ đi. Nhận được chưa chứ nhận được hả? Chưa. Lên phường mới nhận được chứ. Đó, thấy chưa? Lừa gạt thấy không? Đang nói chuyện vui quá trời nhưng mày nói lên phường chi cái nó tắt máy luôn à. Chứ gì nữa? Đã nói mấy người rồi, cái chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết. Dương hết rối nùi lên à. Anh nói vậy cũng không đúng. Lỡ khi con Huệ nó bị trục trặc, nó bị tai nạn thật thì lúc đó mình cứ chân chư là tính mạng của nó nguy hiểm thì không được. Nói rất tâm lý nha. Nó lợi dụng cho những người thân của mình rất thương người thân. Cái nói người thân mình bị tai nạn, lúc đó mình quán liền, mình đâu có tìm hiểu đâu. Cái kêu chuyển tiền là mình chuyển tiền thôi. Tới hồi chuyển tiền ra rồi á là bắt đầu tiền mất mà người thân mình không bị gì hết. Đúng không? Nó lừa ghê không? Mà sao mà thông tin biết cho vậy? Tại bà đó hay lên mạng lắm, hay phe lắm, hay phe thông tin lắm. Mày mất bỏ nghe chưa? Dạ không biết đâu. Quê lên người ta lo làm ăn. Đặt mới lớn, spa mứng lên chi rồi bắt đầu đưa ba cái thông tin lên mạng để lọt cái người ngoài bắt đầu nó tìm cái nó lừa đảo. Con có biết đâu. Ừ, giờ này chú còn trách nữa. Con nghĩ ra tụi này là tụi lừa gạt chuyên nghiệp rồi. Bây giờ mình chỉ có cảnh giác thôi. Bây giờ là chú đừng trách ai hết. Giống như bây giờ mình rút ra một bài học cho mình đi. Rồi giờ ngày mai á, chú Hư á đi lên phường, lên công an á báo đi để cho người ta cảnh giác cho người dân. Đúng rồi. Không, mình phải chia sẻ cái bài này lên mạng. Thôi bà ơi, bà bớt lên mạng giùm cái đi, bà lên mạng hoài. Nha, lên mạng không có làm nên tên tuổi, ok không? Trời ơi, bà Hào, bà báo tôi quá à. Bây giờ mình chuyện gia đình mình giải quyết xong rồi đó. Dạ, nói chung là qua chuyện này con cũng cảm ơn chú, cảm ơn anh với lại cảm ơn ông. Không cần cảm ơn đâu. Dạ. Chuyện lại 400 nãy chú chuyển cho con đó. 400 tiền gì chú? Tiền nãy chú chuyển cho con đó. Rồi, anh cũng có 3 triệu. Anh thương tôi không? Thương. Anh muốn lấy tôi làm vợ không? Tất nhiên là muộn rồi. Tiền của anh cũng như tiền của tôi đúng không? Chú có bị gai chú. Con chị hay quá. Không, chị tao không có nhu cầu lấy mày làm vợ. Không thiệt, đưa tao lại 400 đi. Hồi nãy chú chuyển con bao nhiêu? 400. Nợ 400 luôn nè, trừ luôn. Rồi xong chú. Con gặp một phát một nè, hết nợ 18.000 đúng không? 18.000 của ông á là trừ luôn hai chứ vừa nãy đó. Okay. Nhưng mà 400 của chú chưa có nhu cầu trả con mà. Không, chú gặp nợ đi chú. Ê, thích cha, mà công nhận nha, trong cái rủi có cái may. Tự nhiên cái trừ chân lụm chắc là ai à.